Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền của em. Trong cái video này em sẽ cập nhật cho anh chị mình về cái thông tin chương trình Aerobe làm điểm hàng ngày từ cái dự án là phố Lovin. Đây là cái nền tảng truy vấn dữ liệu, truy cập dữ liệu thông tin về crypto nói chung và kinh tế nói riêng theo cái dạng công nghệ AI, nên là cũng một cái để anh chị có nhiều cơ hội chúng ta cập nhật thêm kiến thức nè, chúng ta nhận điểm hàng ngày. Rồi đây là thuộc sự hậu thuẫn của cái sàn BinX anh chị nha. Và theo như dự án là họ thông báo đã có cái việc Aerobe, tức là sau này cho chúng ta quy đổi cái đồng điểm đó sang cái token của dự án nha. Thì cách đây một thời gian đó, em có chia sẻ cho chúng ta là following nè, Aerobe nhận điểm hàng ngày. Và cái video hướng dẫn đăng ký á, thì anh chị chúng ta xem ở dưới phần mô tả giùm em nha. Nói chung là em để hết tất cả dưới đó. Anh chị chúng ta vào, chúng ta chưa đăng ký thì đăng ký, rồi chúng ta chưa biết cách sử dụng app, cài đặt tài khoản thì chúng ta làm, cũng như là cái cách để chúng ta kiếm điểm đó ha. Video này em cập nhật nhanh. Bây giờ anh chị chúng ta vào trong CH Play á, chúng ta cài đặt cái app xong rồi phải không ạ? Chúng ta vào CH Play, chúng ta gõ cho em chữ là follow nha. Đây nè anh chị thấy không ạ? Following nè. Nếu mà có cập nhật thì anh chị cập nhật nha anh chị, để mình sử dụng cái tính năng mới nhất của dự án. Rồi chúng ta nhấp vào mở nè. Em nhắc một lần nữa nha, giai đoạn này là cái giai đoạn downtrend và nó đang ở trước cái ngưỡng là halving của Bitcoin năm 2024, nên sẽ có rất nhiều cái dự án họ cho chúng ta tham gia Aerobe và họ sẽ không mở mainnet đâu, hoặc là họ cho không cho chúng ta quy đổi sớm cái đồng token sang điểm sang tốc cạnh đâu, mà thời gian nữa anh chị sau halving á, hoặc là trước halving một thời gian ngắn á, sẽ ra và bắt đầu đó là cái giai đoạn uptrend đến gần, nên là cơ hội chúng ta nha, đừng bỏ anh chị. Cái này kèo này là kèo ri. Rồi khi anh chị đăng ký cái app xong đúng không ạ, xem video dưới phần mô tả anh chị đăng ký app xong rồi, thì chúng ta vào cái mục của tôi phía dưới bên phải nè. Ở đây anh chị sẽ thấy cái mục là làm nhiệm vụ nhận OIO đó. Ở đây anh chị thấy này, ở đây chị thấy này, chúng ta có rất nhiều cái danh mục để chúng ta làm. Đầu tiên á, là anh chị liên kết ví. Ở đây á, em nên khuyên chúng ta nên liên kết cái ví phụ chết với Lạt hay là MetaMask cũng được, nhưng mà em nghĩ nên là cái ví MetaMask ha. Chúng ta sẽ nhận được 20 điểm. Em làm rồi nó có cái chữ đã xong nè, anh chị chưa thì nó sẽ không hiển thị nha. Rồi sau đó anh chị nhấp vào cái thứ hai là thêm vào danh sách theo dõi, tức là sao ạ? Có nghĩa khi anh chị xem một cái bài viết nào đó, rồi anh chị sẽ nhấp vào cái danh mục theo dõi là chúng ta được cộng 10 điểm. Rồi chúng ta liên kết Twitter, thì cái này á, là chúng ta cần phải có cái tài khoản Twitter thì anh chị liên kết vào đây ha, là chúng ta được cộng 10. Ở đây anh chị thấy này, có một số mục nữa nè, theo dõi ít chính thức, anh chị nhấp vào cái mục theo dõi đây nha. Đem chuyển sang 4G. Chị thấy nè, nhấp vào cái mục là theo dõi nè. Đó. Ở đây chúng ta có thể kéo lên. Anh chị có thể là thả tim nè, hoặc là chúng ta bình luận ha. Đó anh chị thấy nè. Rồi sau đó quay trở về đây. Đó anh chị ha, có thể bị lắc, chúng ta nhấp vào cái mục lĩnh nhận là chúng ta được cộng 10. Rồi, tiếp tục nè anh chị. Tham gia cộng đồng, chúng ta nhấp vào tham gia nha, chúng ta được cộng 10 điểm. Anh chị gán nhận nha anh chị. Cơ hội của anh chị đó. Đó. Nhấp vào lĩnh nhận tiếp cho em nè. Rồi. Lời khen ngợi, rồi chúng ta nhấp vào đi tới xếp hạng nha. Ở đây là dạng như là chúng ta làm gì? Chúng ta đánh giá cho năm sao luôn. Rồi anh chị nhấp vào cái mục đăng nè, phía trên bên phải nha. Chúng ta chọn hoàn tất. Nhấp vào cái mục lĩnh nhận giùm em. Rồi. Tiếp tục ở đây nè, sẽ có một cái thông tin nữa. Chia sẻ nội dung hoặc là chia sẻ danh sách. Ở đây sẽ có một cái mục chúng ta nhận hàng ngày là chúng ta đọc. Thêm nữa là
ít nhất 10 tin tức nha. Kèm theo đó là chia sẻ nội dung nè, chia sẻ danh sách, thì mỗi ngày nếu mà anh chị làm đúng là chúng ta được cộng 30 điểm. Đúng không ạ? Đây là anh chị cố gắng. Rồi. Chúng ta quay trở lại nè, anh chị thấy. Cái mục làm nhiệm vụ là chúng ta đã vừa thoát ra đúng không ạ? Em còn hai nhiệm vụ này em chưa làm ha, chúng ta bỏ qua. Ở đây anh chị sẽ thấy nè. Ở đây mỗi người sẽ có một cái code mời và một cái link giới thiệu khác nhau nha. Anh chị giới thiệu để chúng ta nhận thêm tóc cạnh nha. Ở đây có một số anh chị đồng hành cùng với em nè. Anh chị thấy ha. Đó. Quay trở lại. Ở đây chúng ta muốn check cái đồng OIO. Chúng ta nhấp vào đây nè. Anh chị nhấp vào cái số dư bên trái nè. Ở đây anh chị sẽ thấy. Nè, hôm nay bao nhiêu, ngày hôm qua bao nhiêu là có hết nha anh chị. Rồi. Ở trên là tổng kết số lượng đó, anh chị thấy không ạ? Đó. Rồi, làm sao để kiếm được hàng ngày thì chúng ta vào cái mục phía dưới bên trái nè, cái nút home nè. Ở đây nó sẽ có các mục nè. Anh chị muốn tìm hiểu về cái chủ đề nào chúng ta làm. Nói chung là cái thứ nhất á, là kèo ri. Cái thứ hai là anh chị sẽ nhận được cái kiến thức hàng ngày. Anh chị đọc, nhất là những anh chị người mới chúng ta chưa hiểu về thị trường này, là đây là một trong cái nền tảng. Họ theo cái công nghệ AL á, là họ truy cập dữ liệu khá là nhanh, tin tức khá là nhanh, và đặc biệt là nó sẽ rút gọn ở cái dạng là đơn giản nhất, dễ hiểu nhất nha. Rồi anh chị có thể nhấp vào cái mục 7/24 nè. Ở đây mỗi ngày chúng ta có thể vào đây chúng ta đọc cho em ít nhất là 10 tin ha. Sau đó chúng ta vào cái mục phía dưới bên phải nè, chúng ta lĩnh nhận 10 điểm. Chúng ta chia sẻ hay chúng ta like này kia thì chúng ta được 20 điểm, đây là 30 điểm nha. Giới thiệu hình như là một người được 50 điểm anh chị. Gán đi cái kèo này em nó khá là ngon nha anh chị. Giống như cái kèo A Khang hoặc là một số kèo khác cũng cho chúng ta quy điểm đó. Bây giờ cái dạng Europe nó không phải mỗi mùa nó sẽ khác nhau. Ví dụ các mùa trước là dạng như chúng ta làm bên Telegram. Ví dụ cái mùa sau này á, là khi chúng ta làm họ sẽ không cho trả cho chúng ta bằng tốc cạnh chính của dự án hoặc là của cái coin của hệ sinh thái, mà nó sẽ cho chúng ta điểm. Từ cái điểm đó nó sẽ quy ra là cái tốc cạnh, giống như cái đồng A Khang là cái gọi là cái, em nói cho anh chị dễ hiểu đó ha. Đó, anh chị cứ đọc hết cho em nha. Cái tin nào hay á, em sẽ lấy cái chỗ cái link này đi đầu tiên nè. Anh chị đọc hay ở đây chúng ta sẽ nhấp vào cái like nè. Chúng ta nhấp vào cái sao nè. Kiểu như là chúng ta yêu thích đó, hoặc là chúng ta nhấp vào bên phải chúng ta chia sẻ ha. Thì anh chị thấy cái nào được thì chúng ta làm. Đó. Anh chị vào phía dưới bên trái cái app, ở đây có cái thông tin về cái vấn đề mà following ra mắt hệ thống điểm OIO khởi động sự kiện mùa 1 mang tên OIO Renaissance nè, nhấp vào. Bây giờ em sẽ cập nhật cho anh chị về cái vấn đề Europe này ha. Following ra mắt hệ thống điểm OIO khởi động sự kiện mùa 1 mang tên OIO Renaissance. Polo đã chính thức ra mắt hệ thống điểm OIO của mình, khởi động sự kiện phần 1 mang tên OIO Renaissance, diễn ra trong 3 tháng anh chị hen, có 3 tháng thôi. Nên là tranh thủ, người dùng có thể kiếm điểm OIO bằng cách tham gia các hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ. Người dùng hiện tại có thể kiểm tra số dư điểm ban đầu của họ trong ứng dụng, theo dõi vì hồ sơ hành vi trong quá khứ của họ đã được lưu giữ. Điểm OIO đóng vai trò là thông tin xác thực quan trọng để theo dõi và khuyến khích hành vi của người dùng trên Polowin. Trong tương lai, nền tảng này có kế hoạch phân phối Europe dựa trên lượng nắm giữ OIO. Nắm rõ nha anh chị nha. Tính năng tổng hợp thông tin dựa trên AL của Polo đã hoạt động được hơn một năm với hơn 500.000 người dùng trên toàn thế giới, trải rộng ở các khu vực đó anh chị. Có thêm này ha, làm thế nào để kiếm được điểm OIO nè anh chị. Đầu tiên kết nối ví như em nói ha. Thêm vào một yêu thích. Liên kết tài khoản Twitter. Nay nó là ý đó. Mời bạn bè. Mỗi người giới thiệu được 50 điểm nha. Chia sẻ bài viết, chúng ta nhận được 10 điểm hàng ngày. Đọc bài viết 10 bài được 10 điểm. Còn ở đây có một thông tin nè. Follow giữ một bản ghi đầy đủ về các hành động giới thiệu của người dùng và thiết lập một hệ thống khuyến khích giới thiệu. Người mời có thể kiếm thêm phần thưởng OIO khi người được mời hoàn thành nhiệm vụ. Để nhận OIO là mời trực tiếp kiếm 20% và là mời gián tiếp kiếm thêm 5% nha. Em thấy cái nền tảng này khá là hay, và đặc biệt chúng ta đọc được khá là nhiều cái tin tức hàng ngày nha anh chị. Nên không thể bỏ qua cái kèo này. Rồi chúng ta vào trong cái ít á. Đây là cái trang chủ nè, Polowin nè anh chị. Polo là nền tảng nội dung web 3 được hỗ trợ bởi AL lớn nhất dành cho nhà đầu tư và cộng đồng. Phía sau cái này nó là cái sàn BinX nha. Đây nè anh chị.
Đó. Nên là vấn đề mà cái đồng OIO này sau này sẽ cho chúng ta nhận cái tóc cành và chắc ăn 100% nó sẽ list trên sàn này. Giai đoạn nào list thì em chưa có nắm được. Chúng ta cứ chờ đợi Aerobree mà. Đó anh chị ha, xem video hướng dẫn đăng ký dưới phần mô tả và cái cách chúng ta thêm tài khoản Twitter hay là quý á, em có chia sẻ rồi, mình xem giùm em nha anh chị. Kèo này khá là ngon đó. Vừa cập nhật thông tin nè, vừa trau dồi kiến thức nè, vừa làm ri hàng ngày có điểm đó, đừng có bỏ qua cơ hội anh chị ha. Harvin sát bên rồi, anh chị cố gắng đi anh chị. Chúng ta 4 năm mới có một cái mùa Harvin một lần, là cơ hội để chúng ta lấy lại tiền mà anh chị không biết tận dụng từ Europe, từ việc mà chúng ta giao dịch hoặc là tìm hiểu một số dự án đó thì rất là thiệt cho mình nha. Rồi em xin phép dừng video nha mọi người.